Rồi, xin chào anh em và xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay trên khuôn khổ video này mình sẽ chia sẻ ông ta cái hệ lưu trữ độc lập mà gia đình mình đang sử dụng, và đồng thời mình muốn thanh lý cái biến tần và các quy luôn. Thì nói về cái hệ lưu trữ độc lập thì chúng ta biết là năng lượng mặt trời sử dụng hiện tại là rất là hiệu quả, đặc biệt nó đảm bảo được cái nhu cầu về năng lượng cũng như là cái tính ổn định của nó. Rất là nhiều cái hệ biến tần và hệ lưu trữ độc lập mà phát huy rất là cao, cái hiệu quả rất là cao, đặc biệt là những nơi không có điện lưới. Tuy nhiên, mặc dù là mình đang ở thành phố nhưng mà mình vẫn sử dụng cái hệ lưu trữ độc lập, mình không hòa lưới nha, mình sử dụng hệ lưu trữ độc lập bởi vì nó mình cảm thấy là nó rất là tiện trong vấn đề, đặc biệt là khi cúp điện mình sử dụng điện thoải mái luôn mà không có quan tâm đến hóa đơn điện nha. Thì cái đối với cái biến tần của mình, đây là cái hệ Sigatec 3-in-1 Hybrid. Thì cái biến tần này là có cái dãy pin là 3000 watt pin, hỗ trợ 3000 watt pin, 2400 watt là sử dụng cái công suất thật là 2400 watt luôn. Chúng ta sử dụng rất là thoải mái. Hệ 24V cho nên chúng ta cần phải ắc quy 24V. Đây là ắc quy 24V 100A. Đây là ắc quy 24V 180A. Mình thanh lý cái ắc quy 24V 100A được kết nối từ những viên pin 32700 nha. Không phải 32600 mà 32700, nó dài hơn một tí. Cái mạch thì mạch 100A. Cân bằng toàn dãy, mình đã gắn vào đây một loại là 5,5A nè, và 1,2 hay là 1,5A ở đây nè. Nói chung là cân bằng toàn dãy là chúng ta không phải lo nha. Tuy nhiên là chúng ta lưu ý là trong quá trình chúng ta sử dụng thì hệ 24V thì chúng ta cần phải có ắc quy. Đây, cái này mình cần có ắc quy, cho nên mình thanh lý cho anh em cả biến tần và ắc quy luôn. Thì cái biến tần và ắc quy này mình sử dụng được tầm khoảng 18 tháng rồi. 18 tháng hơn một tí đó. Ắc quy thì 18 tháng, còn biến tần hơn 18 tháng một tí. Tuy nhiên sử dụng rất là ổn định. Mình sử dụng ở nhà là cả hai máy lạnh, tất cả các thiết bị điện trong gia đình, máy giặt, tivi, tủ lạnh, bóng đèn, rồi quạt, mọi thứ là ok hết. Mình chỉ không sử dụng cho motor thôi nha. Biến tần là mình không sử dụng cho motor, bởi vì nếu sử dụng cho motor thì nó sẽ tổn hao cái biến tần của ta rất là nhiều, đặc biệt là cái motor thì cái dòng khởi động nó rất là lớn, từ 3 đến 5 lần cái công suất thực của nó. Cho nên chúng ta khuyên mọi người là không nên sử dụng motor, dù đó là cái motor nhỏ chúng ta không sử dụng đâu. Như máy rửa xe chúng ta cũng không sử dụng, mặc dù máy rửa xe nó chỉ có 500-700W thôi. Thì đó là mình chia sẻ chúng ta hai cái biến tần và các quy này. Nếu chúng ta mua về để chúng ta nâng cấp cái hệ lưu trữ độc lập của gia đình mình lên thì rất là ok nha, rất là rẻ tiền. Mình chỉ thanh lý cái mức giá chỉ 8 triệu thôi, cả biến tần và ắc quy mình chỉ thanh lý mức 8 triệu mà thôi. Thì đó là cái mức phải nói là cực kỳ thấp luôn. Anh em nào mà chúng ta chưa từng sử dụng hoặc là chúng ta muốn nâng cấp lên thì quá là hợp lý rồi, bởi vì nếu mà chúng ta mua cái mới bây giờ là khoảng 6 triệu mấy rồi, khoảng 8 triệu nữa thì khoảng 14-15 triệu. Ngày xưa mình mua là 8,5 triệu nè, mình gắn thêm cái cân bằng toàn dãy nữa ra 9 triệu nè, 9 triệu cộng với 6,5 triệu nữa là 15 triệu mấy đó. Bây giờ mình chỉ bán cái một nửa giá mà thôi, chưa được một nửa giá đó, chủ yếu là mình thu hồi vốn lại, mình mua một ít pin S168 để mình chuyển cái pin màu xanh này nè, chuyển cái pin 18650 này nè, S168 này là thành cái ắc quy 48V, vì mình đã mua một cái biến tần 48V rồi, cho nên mình cần thanh lý giá rẻ và cần thanh lý nhanh thôi. Anh em nào thực sự có nhu cầu thì có thể trực tiếp số điện thoại màn ảnh nha, mình sẽ cung cấp chúng ta. Rồi, cảm ơn anh em đã tham dự video và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.